Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của em Phương. Thì hôm nay thì bên em Phương vừa cập bến một em Isuzu QKR 230 sản xuất năm 2021, có tải trọng là 2 tấn 420 và tổng tải là 4 tấn 995, xe được lưu thông vào khu vực thành phố ha. Thì hiện tại xe bên em rao bán bây giờ là 390 triệu. Bên em là cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Thì hiện tại xe này lăn bánh thì khoảng hơn 100 ngàn tí xíu. Thì mời chân anh chị đi theo chân em là xem sơ lược về chiếc xe Isuzu QKR này ha. Thì hiện tại là xe có kích thước thùng dài là 3m560, ngang 1m8 và cao là 1m9, là được thiết kế là mui bạt mở 5 bấn. Thì hiện tại là về trong nội thất cabin xe thì khá là rộng rãi, xe được thì trang bị ghế là 3 chỗ ngồi. Thì bây giờ thì xe này á, thì đã có trang bị là thiết kế máy lạnh đầy đủ. Để em đề máy lên cho quý anh chị nghe ha. Đó. Máy rất là mạnh mẽ. Thì này giờ thì quý anh chị đã xem tổng quan qua chiếc xe Isuzu QKR 230 sản xuất năm 2021, có tải trọng là 2 tấn 4, xe lưu thông vào khu vực thành phố. Thì anh chị nào đang quan tâm và muốn đầu tư xe thì có thể đến bên em xem xe trực tiếp và trải nghiệm. Khi anh chị quyết định đầu tư xe thì bên em sẽ bớt cho anh chị lọc khi làm ăn.